Với chiến thắng tưng bừng trước U22 Lào, Malaysia đã định hình nên cục diện của bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 32 với cuộc đua tam mã vốn được dự báo từ trước. Nghĩa là họ đã có màn chạy đà hoàn hảo trước trận đối đầu trực tiếp với Việt Nam. Còn thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier thì sao? Có người nói vui rằng nếu thực sự huấn luyện viên Troussier muốn giấu bài trước hai trận đấu quyết định vé vào bán kết với Malaysia và Thái Lan, khi ông đã thành công, U22 Việt Nam đã không để lộ ra bất kỳ điểm mạnh nào đáng kể để khiến đối phương phải dè chừng, thậm chí là ngược lại. Bởi các tố chất đã từng khiến cho Malaysia hay Thái lo lắng trong thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng hầu như không tìm thấy ở đội bóng của ông Troussier. Nói một cách nghiêm túc thì Việt Nam lộ ra nhiều điểm yếu hơn là sự nguy hiểm. Nhưng trong bóng đá, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á và ở độ tuổi U22 thì rất khó nói trước. Về lý thuyết, dù chưa tạo ra được sự yên tâm về mặt trình diễn, nhưng xét ở khía cạnh kết quả thì Việt Nam đang bám chắc lộ trình với hai trận thắng để tạo đà tâm lý, nhất là sau loạt trận giao hữu trước đó không thành công. Từ trận thắng Lào đến Singapore cũng đã có những bước tiến đáng kể trong cách tiếp cận và duy trì nhịp điệu chơi bóng. Tất nhiên, đối thủ sắp tới là Malaysia hoàn toàn không giống như Lào hay Singapore. Đội bóng áo vàng biết cách gây sức ép và cụ thể được ý đồ chơi bóng. Lấy ví dụ trận đấu với U22 Lào, khi cần thêm bàn thắng để cải thiện hiệu số, Malaysia đã đẩy nhanh tốc độ ở các phút cuối bằng các lần thay người hiệu quả. Nếu không bị cột dọc hay xả ngang từ chối bàn thắng, thì có lẽ Malaysia đã ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa. Điểm nhấn đáng chú ý với Malaysia là khi có bóng, các cầu thủ tấn công lao rất nhanh về phía cầu môn đối phương để tham gia tấn công. Điều này giúp Malaysia tạo ra sự áp đảo quân số trong các pha xuống bóng. Các tiền đạo có thể hình tốt của huấn luyện viên Evarasan cũng biết tì đè, hỗ trợ cho tuyến hai dứt điểm. Đây cũng là bài miếng lợi hại của Malaysia. Về cơ bản, Malaysia là đội bóng có tổ chức và chơi bóng già dặn so với độ tuổi U22. Việt Nam đang gặp bất lợi khi chỉ tạo ra hiệu số 5-1 sau hai trận đấu với hai đối thủ yếu nhất bảng. Điều này buộc cho Việt Nam phải thắng ở cả hai trận đối đầu với Malaysia và Thái Lan, hòng tránh phải so sánh với hiệu số. Về lý thuyết, mục tiêu này không nằm ngoài quá trình chuẩn bị của Việt Nam. Bởi từ trước đến nay, huấn luyện viên Troussier luôn muốn các học trò của mình chơi bóng theo cách tiến nhiều hơn về phía trước, chứ không đặt nặng các toan tính. Ông muốn họ phải thắng mọi trận đấu có thể, đó là trạng thái tâm lý mà có lẽ cầu thủ U22 không lạ gì. Ở phía ngược lại, Malaysia ít nhiều cũng có chút tính toán bởi họ vẫn còn đến 3 trận đấu phía trước. Vấn đề là làm sao để U22 Việt Nam đánh bại một Malaysia khá hưng phấn và có thể chơi thực dụng. Câu trả lời nằm ngay ở khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp điệu trận đấu của chúng ta. Malaysia nguy hiểm nhưng lối chơi của họ không hề xa lạ với các cầu thủ Việt Nam. Trong các cuộc đối đầu với Malaysia ở mọi cấp độ, chỉ cần Việt Nam phát huy tốt khả năng chơi bóng kỹ thuật, phối hợp đoạn ngắn sở trường thì sẽ tạo ra thế trận chủ động trước người mã. So với các trận đấu đối với Thái Lan thì bao giờ cầu thủ Việt Nam cũng có trạng thái tâm lý tốt hơn khi đá với Malaysia. Đó là một lợi thế không nhỏ và nó phù hợp với một kiểu trận đấu mà chúng ta cần áp đặt thế trận để giành chiến thắng. Cái khó nhất với huấn luyện viên Troussier lúc này là chưa thể tìm ra sự nguy hiểm của Malaysia để có phương án phòng ngự hợp lý. 3 trong 5 trận thắng của Malaysia đều đến ở cuối trận với Lào, khi đối thủ của họ đã kiệt sức, gần như mất khả năng phòng ngự nên rất khó đánh giá. Huấn luyện viên Troussier vẫn đau đầu trong việc giúp các học trò thoát khỏi vòng vây của đối thủ khi bị áp sát. Việt Nam đã thắng, nhưng nỗi lo luôn thường trực cho các cổ động viên Việt Nam. Điểm sáng nhất ở đội bóng của huấn luyện viên Troussier là cái duyên ghi bàn của Văn Tung và những cầu thủ vào sân thay người. Tất cả đường bóng của U22 Việt Nam gần như đều hướng tới Văn Tùng và đối thủ đã lên kế hoạch ngăn chặn. Công bằng mà nói, đoàn quân của huấn luyện viên người Pháp có 6 điểm tuyệt đối nhưng may mắn song hành rất nhiều. Ngoài ra, đối thủ yếu hơn một bậc nên phung phí nhiều cơ hội vượt qua U22 Việt Nam. Ở hai trận đã đấu, khung thành Văn Chuẩn trận nào cũng bị đe dọa hoặc các chân sút đội bạn tự phá bỏ cơ hội 10-10. Việt Nam sẽ phải trả giá đắt hơn nếu họ vẫn sai sót khi gặp các đối thủ có đẳng cấp tương đương như Malaysia hay Thái Lan. Hai đội tuyển này cũng có những thắng lợi khá dễ dàng ở trận mở màn. Cả hai đều không có nhiều thời gian làm việc với nhau. Nhưng với tố chất của những cầu thủ đã được trải nghiệm ở giải đấu cao nhất quốc nội, họ không khó để thể hiện sự vượt trội. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận, U22 Việt Nam không có những trung vệ giỏi đọc trận đấu, cũng chẳng có một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa.
khả năng chống phản công của hàng thủ Việt Nam rất yếu, nên cách tốt nhất là hạn chế mất bóng ở vòng tròn trung tâm, cũng như phải luôn đảm bảo đủ quân số ở phần sân nhà. Tóm lại, càng giữ được bóng trong chân càng lâu thì cơ hội thắng trận của U22 Việt Nam trước Malaysia càng lớn. Chúng ta bước vào SEA Games 32 là để bảo vệ huy chương vàng của giải đấu với cả bóng đá nam và nữ. Thế nên không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả trong những trận đấu đầu tiên. SEA Games 31, mới chỉ một năm trước đây, bóng đá Việt Nam đã tạo nên những cơn sốt chưa từng có. Từ Việt Trì, Phú Thọ đến Nam Định, Cẩm Phả và trở lại Mỹ Đình. Đó là sự biểu hiện của những cơn khát bóng đá thực sự. Thầy trò huấn luyện viên Fousier đã khởi đầu chiến dịch SEA Games 32 không như kỳ vọng, ít nhất là về mặt lối chơi. Trước đó, trong chuỗi khởi động cho giải đấu cũng chỉ toàn hòa với bại. Những người thiếu kiên nhẫn đương nhiên không hài lòng. Quay lại thời điểm năm 2007, trước thời điểm SEA Games 24 ở Korat, Nakhon Ratchasima, bóng đá Việt Nam đã đoạt hàng loạt các thành tích. Từ chiếc vé vào tứ kết Asian Cup 2007 đến vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008. Không lấy vàng SEA Games lúc này thì đợi đến bao giờ? Đấy là nhận định của tất cả. Kết quả là chúng ta đã thất bại trước Myanmar ở bán kết, thua đậm Singapore 0-5 ở trận tranh huy chương đồng. Cố huấn luyện viên Alfred Riddle đã phải bỏ của chạy lấy người theo đúng nghĩa đen, và cuộc cách mạng cho nền bóng đá cũng từ đây mà ra. Đấy gọi là trong họa có phúc, phúc từ họa mà ra. Trở lại về chiến dịch của thầy trò huấn luyện viên Philippe Poussier ở giải đấu năm nay. Theo quan sát, cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 là không cao. Không phải bởi các đối thủ ở Đông Nam Á mạnh lên và chúng ta yếu đi, mà là Thái Lan vẫn ở đó và họ muốn đòi lại chiếc huy chương đã thất lạc vài năm nay. Bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới trong nửa thập niên gần đây dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo. Song, thực tế là chúng ta vẫn chưa thể nói chuyện một cách sòng phẳng với người Thái và bóng đá Thái. V-League 1 vẫn dưới Thái Premier League vài bậc ở tấm châu lục và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chưa từng thắng Thái Lan kể từ năm 2008 ở những giải đấu chính thức. Đội tuyển U22 Việt Nam mới chỉ bắt đầu một cuộc chơi thuộc về bóng đá trẻ ở khu vực. Chúng ta đã hai lần giành huy chương vàng, song nó chưa là gì với người Thái. Vốn dĩ đã quá quen với điều đó trong quá khứ và nó cũng không giúp nền bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Nó chỉ mang lại chút ít niềm vui cho người hâm mộ mà thôi. Hãy kiên nhẫn và hãy đợi trận đấu thứ hai giữa bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan ở giải năm nay. Trận đầu là vòng bảng sẽ diễn ra sau đây vài ngày. Trận thứ hai chính là trận chung kết SEA Games 32 môn bóng đá nam. Nó không phải là phân định đẳng cấp giữa hai nền bóng đá, nhưng ít nhất nó mang lại sự chờ đợi và niềm vui nếu chúng ta giành chiến thắng. Chúng ta đã thua nhiều trận đấu, song chính là chờ đợi để thắng cả cuộc chiến. Không phải trận đánh nhỏ với các cuộc chiến nhỏ, mà là trận đánh to. Kỳ vọng với hơn 3 năm hợp đồng cùng huấn luyện viên Philippe Poussier, nền bóng đá sẽ được cải thiện bộ mặt. Chỉ cần vậy thôi, còn thứ hạng và danh hiệu e là khó rồi. Tiến lên nào các chàng trai. Ngay cả việc bảo vệ màu vàng của chiếc huy chương bất thành thì đó cũng không phải là giới hạn của chúng ta.